Welcome back to our channel. Today we are going to prepare pig head grilling recipe. So now let's enjoy with us. Now I start to clean pig head. Put number and number it. Put number it. Now I boil water. Cover it. Pick head. Chicken powder. Salt. Garlic. Cavolari. Lemon grass top. On top of them. Okay. Gallon gold. Clean it again. Chili.
at lamb. Okay, I take it out. Fish pie. Soy sauce. Chili sauce. Oyster sauce. Dry chili. Chili powder. Food color, chicken powder, sugar. Looks so good. Oh wow. The lemon pan. So yummy. Keep it aside. Sugar, palm sugar, sliced lemon crustor, chili, add milk, đậu chùi. Add lamb. Okay, now I start to grill pig leg. Okay, now I start to grill pig head. Wow. Ôi mình nè, lần tùm nón ngón. Ôi chùi. Oh my god. Turn it to the other side. Oh mình nè, oh lần kriêm. เลยมันเตรียมมาทานรสเผ็ดขนาดนี้เตรียมอ๋อหมอเตรียมช่วยเบอร์ตอนนี้เคยเราจะทานยังไงโอ้ยลองจุ่มนมให้ลองช่วยเนี่ยเตรียมอ๋อเนี่ย Now I start to separate it. Lần cho ăn lo món á, mày này. Cho mà không chán. Ôn cho chan đôi tiếng, thả cả bán này. Chan đấy. Ôi, cái đau, cái đau. Chưa thật chứ ăn.
ăn cũng chán như này, nọc canh ăn rất là chiết mồm. Năng này đu thực thể đã chan đúng ấy thực thể thực bao con lụa mới chan được đâu vậy ôi làm từng lời đi nè ăn nhanh không chị nhanh không ôi làm cho ăn lỏ món sạt làm khó gì đấy cái này xuống han này. Không khăn tần nồng tên khôi tục liên mà khăn chui tục à ram bàn ôi mưa xả nhạt cho hòm chẳng đôi chút khoai chuyện mồm ngon nhổ á giam đi nhũ, để bị tha chưng anh, tập học cái gì người chưng nha, đồng miên chuyện móng á, spicy tí tí chưng anh nhũ, mình ạ, đồng chưng anh móng á, chuyện đó. Là nhà mới tập bao có chuyện nhá.